cái móng cọc, cái đầu tiên bạn vẽ chính là vẽ cái đài trước ha. Vẽ cái đài, bạn muốn vẽ cái đài thì bạn dùng cái lệnh này nè, dùng cái lệnh vẽ vòng tròn có một chấm đỏ này nè ha, lít vào đây. Thì cái đài này kích thước nó bằng nhiêu, khoảng cách với hai cọc là nhiêu d, 3d, khoảng cách từ tim cọc đến mép đài là nhiêu d, 1d ha, vì hai bên là 5d, được chưa? 5d, cây gọc này tôi chọn là 400, d 400 ha, vì 5d là nhiêu, 4 5 là 20, tức là đài mình 2m 2m, nhập vô đây là 2 2, lít vô đây 1 điểm, lít vô đây 1 điểm. Rồi giờ mình vẽ nó vẽ gì đó, mình đang vẽ là cái, tức mình vẽ cây cột ha, mình mới vẽ cái đài thôi, mình vẽ cái đoạn cổ cột. Cái cổ cột này là nhiêu, cây cột này là 600 600 ha, bạn coi lại mô hình etap của mình nhiêu qua đây nó bằng bao nhiêu, và cái vật liệu nó là gì, step, lít vô đây 1 điểm, lít vô đây 1 điểm ha. Rồi bây giờ vẽ xong cái cột thì chúng ta sẽ vẽ cái gì, vẽ cái cọc. Ở đây nó có phần tử cọc không? Không, cây cọc nó sẽ tương đương với một cái điểm lò xo. Cây cọc trong mô hình xếp lúc này nó sẽ là một cái lò xo gì, lò xo đàn hồi ha, lò xo đàn hồi. Define, à không define gì hết, mình draw một cái bon. Bây giờ nè, từ tim qua cây cọc này là 3D, à 1.5D đúng không? Đúng không? Từ tim qua đây 1.5D, vậy là tức là nhiêu? Lấy 4 mà nhân với 1, 0.4 nhân với 1.5 là nhiêu? Là 0.6. 0.4 nhân 1.5 thì nó sẽ bằng là 0.6. Tôi nhập vô chỗ này là nhiêu? Trừ chấm mấy? 0.6. Trừ chấm gì? 0.6. Từ đây tôi vẽ ra. Hay da, chỗ này nó bị nhầm. Trừ 0. Rồi, điểm đầu tiên. Điểm thứ hai thì chỗ này nó có dấu gì? Dấu trừ. Điểm thứ ba thì chỗ này là bỏ đi bớt một dấu trừ. Điểm thứ tư là sao? Hai cái đều là dấu gì? Dấu cộng. Được chưa? Này chẳng qua là mình vẽ gì đây? Vẽ qua bốn cái điểm để ta gắn bốn cái lò xo vô đây ha. Muốn gắn bốn lò xo thì tôi làm gì bạn? Quét chọn, quét chọn, quét chọn, quét chọn. Được chưa? Ta vào Access. Ta có gì? Support Data. Ta chọn là Bond gì? Bond Ring ha. Đó là cái lò xo đầu cọc. Thì cái lò xo này làm sao tính? Lò xo này được tính bằng cách là cái gì? Mình xem cái cọc. Đây, tôi xem cây cọc là một cái gói đàn hồi ha, tôi thay cây cọc bằng một cái lò xo. Thì cái lò xo này nó được tính á, là K nó sẽ bằng là B chia cho S. B là gì? B là tải trọng tác động trên đầu cọc, S là cái độ lún của cái cọc tương ứng, chứ không phải B là cái lực tác dụng lên cọc, mà S là cái độ lún của cả cái móng cọc nha. Nhớ là cái cọc này, S này ở đây phải là độ lún của cọc gì? Độ lún của cọc đơn. Thì B ở đây thường tôi lấy nó bằng QA ha. B nó sẽ lấy bằng QA. Và S đó là độ lún tương ứng với QA ha. Ví dụ như QA ở đây là tương nhiêu tấn? 1002. Và S thì tôi sẽ lấy cái công thức tham khảo từ cái tiêu chuẩn 10 gì? 10304. S nó sẽ bằng cái gì? 0.4 chia 100, tức là nhiêu? 400 ha. Với quy
là cái gì? Là tải trọng. Được chưa? Ví dụ tôi tính thử nha, tôi tính thử bằng ta đầu tiên nè, ta sẽ có là cái gì? À, D. D đây là bao nhiêu? D nó sẽ bằng là 0.4. Quy là nó bằng nhiêu? 1200. Rồi, L, cái cọc này tôi cho nó khoảng là 25m. Ha, 25 thì nó lẻ. Tôi cho nó khoảng là 30m đi. 3 đoạn. Rồi, A là diện tích của cái cọc. Ví dụ cọc hình vuông 0.4 thì này bằng nhiêu? 0.4 bình phương. Rồi, E là bằng nhiêu bạn? 2.7 E gì? E7. Đơn vị tôi đang là nhiêu đó? Mét hết nha. Vậy thì cái độ lúng S của tôi sẽ bằng gì? S nó sẽ bằng là D chia cho bằng nhiêu? Chia cho 100. Cộng cho gì? Quy nhân với L chia cho A chia cho gì? E. Đúng chưa? Rồi, nó bằng là 0.01. Tức là mấy mm? 10. Nó sẽ bằng là 12.3 mm. Đúng không? Tôi nhân cho 1000 nữa để ra đơn vị là mm. 12.3. Ta vào đây. Đây, chỗ mà translation Z này nè, bạn lấy 1200, bạn chia cho nhiêu? 12.3. Rồi, ok. Ok, tôi đổi cái tên nó, tôi gọi nó là cọc này là cọc D gì? D400. Ok, ok. Ha, à, bạn bấm 3D lên bạn sẽ thấy cái cọc này nó có cái D gì đây? Có D 400. Được chưa? Bây giờ mình thấy bên đây có cọc chưa? Chưa thì mình relocate nó qua. Quét chọn. Nhớ nha, bạn chú ý nè, trong cái làm móng cọc á, bạn tuyệt đối không đụng vô được cái điểm này, cái điểm giữa tim cọc này nè. Bạn đụng vô đây một cái, bạn relocate qua anh kia là nó copy cái lực đi qua luôn á nha. Hoặc là bạn xóa điểm này cái mất tiêu cái lực luôn. Được chưa? Edit. Khoan từ từ. Từ trục này qua trục này là bao nhiêu? Dimension line. Từ tim này qua tim này là 6m. Edit. Relocate. Edit. Ha. Relocate. Qua đây x là mấy mét? 6m. Ok. Qua đây, bạn kiểm tra lại nó có cái lò xo không? Ha, relocate thì nó sẽ copy luôn thuộc tính nên cái lò xo nó cũng sẽ làm sao? Đi theo. Rồi, giờ bạn sẽ làm gì nữa? Vẽ chip. Chip thì đơn giản thôi. Cái này là mấy mét? 2m. Mình cho cái bề rộng bằng luôn bề rộng đài thì cái này là 1 1 1 1. Từ đây tôi vẽ lên. Ha. Từ đây tôi vẽ lên. Rồi, bên đây là tôi đổi lên là chữ gì? Chữ B. Từ đây tôi vẽ. Vẽ qua. Từ đây tôi vẽ gì? Vẽ qua. Rồi, tôi đã bấm nút gì? Nút chạy là xong. Mà nắm được không? Nhưng mà tốt nhất á, là tôi define một cái lock combination. Trong này á, tôi có 3 combo nên tôi sẽ tạo một cái combo là combo 4. Nó là cái gì? Envelope của ba combo đó. Để hồi tôi xuất phản lực đầu cọc ra tôi mới biết là chỗ nào là mắc. Mà nắm được không? Không có envelope này được không? Được, nhưng mà mình phải tìm coi là trường hợp nào là mắc. Ok. Ok. Rồi chạy.
Rồi sau khi chạy xong á, bạn bấm nút vô cái nút này nè, có thấy cái mũi tên đi lên không? Chỗ này là chỗ để chúng ta xem phản lực đầu cọc. Click vô đây. Bạn sẽ coi combo mấy? Combo 4. Ha. Bạn bấm 3D. Bạn sẽ thấy là phản lực trên đầu của những cây cọc này. Thì đây cây cọc này nó là nhiêu? 779, 760, 781, 760 mấy? 762. Còn cái cọc này 908, 900 ha. Thì như vậy á là được hay không? Sức chịu tải của mình là 1000 mấy? 1002. Phản lực lớn nhất là 900 mấy? 934. Vậy mình có thể giảm xuống còn 3 cọc được không? 1002 tức là sức chịu tải là mấy trăm? 1200. Bạn lấy 1000 lấy 934 cộng với 1002 thì nó ra 934 với 1002. À, chưa biết. Rồi. Như vậy ta thiết kế được xong này gọi là gì? Phản lực đầu cọc lớn nhất là nhiêu bạn? 934. Ha, tôi chia thử. Bạn lấy 934 mà chia cho 1002 trừ cho 1002 chia 1002 đi. Thì nó khoảng là 20%, 22%, ha, 22%. Thì thôi cũng được đi. Tại vì á cái phản lực lớn nhất là nhiêu bạn? 3500, đúng không? Bạn lấy là 1200 mà nhân với 4 mà nhân với 0.8, 0.8 là hệ số gì? Hệ số nhóm của 4 cọc. Thì nó bằng là 3800. Và nó làm sao? Nó sẽ trên lệch không nhiều so với 3000 gì? 3500. Do đó cái cọc này là bắt buộc phải mấy móng? 4 móng ha, phải 4 móng. Rồi bây giờ chúng ta muốn đi thiết kế tháp thì chúng ta coi cái gì? Coi cái cũng coi cầm bộ 4 luôn mà coi cái mô măng apply. Bạn coi có khác gì tính tay không? Coi nè. Show value. Không khác gì hết. Có thấy không? Bạn giải tay thì sao? Từ đâu sơ đồ tính của mình là gì? Từ mép của cột đến tim của gì? Tim cọc, đúng không? Đây sơ đồ tính của mình là từ đâu bạn? Từ mép của cột đến tim cọc thì cái giá trị mà ở đó nó bằng nhiêu đây? 450 km trên mét, đúng không? Mình giải tay cũng như vậy mà, vì mình giải máy cũng như vậy. Bạn thử coi gì mình tính lại, được chưa? Đó, nhưng mà ở đây nó ưu điểm hơn so với giải tay gì? Có nghĩa là giải tay mỗi lần giải bao nhiêu, chỉ giải được một cái tổ hợp. Mà nắm được không? Một cái trường hợp tải. Còn khi mà giải máy bạn giải được tất cả các tổ hợp mà bạn khai báo trong VTAC. Một công trình nhà cao tầng nó có thể lên 50 tổ hợp. Đúng không? Vậy thì để giải một cái móng cọc ở trong nhà cao tầng á, ít nhất bạn phải sẽ giải 6 trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là trường hợp lực dọc lớn nhất. Trường hợp thứ hai là mô măng phương ít lớn nhất. Trường hợp thứ ba là mô măng phương y lớn nhất. Trường hợp thứ tư á, là độ lệch tâm theo chụp ít lớn nhất. Trường hợp thứ năm là độ lệch tâm theo chụp y lớn nhất. 5 trường hợp. Tức là một cái cọc mình giải tay giải mấy lần? 5 lần. Như trong mà phần mềm xét này chúng ta làm sao? Giải có 1 lần à. Là nó ra được tải của tất cả trường hợp. Bạn không tin thì bạn vô bạn coi cái gì? Không tin thì chúng ta có thể vào đây ha, vào chỗ này. À, đây phản lực đầu cọc ta coi được combo 1 không? Đó, ta coi được combo 1, combo 2, combo 3, 4. 4 combo này chúng ta đều coi được. Được chưa? Như vậy là giải này nó sẽ ưu điểm hơn. Còn nắm được không? Ưu điểm hơn. Rồi.
bạn làm cái món này trước.